Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Vàng ơi! Để mà nói đến cảm xúc thì thật không có từ ngữ nào để diễn tả được em lúc này. Đó là một cái điều gì đó mà hôm nay cũng là kết thúc của chúng em. Và bản thân em có thấy là như theo em cảm nhận rằng là điều hạnh phúc nhất, điều tự hào nhất, vinh dự nhất của cuộc đời vận động viên đấy là thi đấu trên sân nhà. Và đó cũng là một cái đòn bẩy để bản thân những vận động viên chúng em cố gắng thật nhiều hơn nữa. Cross up and up tall, and the face is similar to the other. Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store.